Cuộc so găng giữa hai võ sĩ hạng nặng bất bại Victor Vigris và Lernier Biro mang đến cho người hâm mộ nhiều đòn tấn công cũng như phản đòn khá hay ngay trong những phút đầu tiên. Đặc biệt, đòn dòng tay trái của võ sĩ người Ukraine được chú ý khi chất lượng của cú đấm khiến Lernier Biro bật ra và bước chân loạn choạng trên võ đài. Victor Vigris tiếp tục chiếm ưu thế với khả năng tung đòn trên võ đài, nhưng Lernier Biro cũng nổi bật với đòn đấm mang tính sát thương cao. Thật bất ngờ khi Victor Vigris chấp nhận thua cuộc sau cú đánh chất lượng vào mặt bằng tay trái của Lernier Biro ở hiệp thứ 8. Dù không bị hạ gục, nhưng võ sĩ người Ukraine chủ động quay lưng lại trước khi trọng tài can thiệp để ngăn cản những đòn tấn công tiếp theo của Lernier Biro. Như vậy, trong lần thượng đài thứ 12 thì Victor Vigris phải nhận thất bại đầu tiên trên võ đài chuyên nghiệp, có nghĩa là Lernier Biro duy trì chuỗi thắng trận lên con số 9 kể từ tháng 5 năm 2019, thời điểm võ sĩ người Cuba này chuyển sang chuyên nghiệp.